Ba lý do chỉ có ở Việt Nam khiến người nước ngoài coi đây là thiên đường sống, rằng chơi một lần chỉ muốn ở lại định cư hẳn. Lý do thứ nhất, kể cả người bản địa cũng phải công nhận là ăn uống ở Việt Nam ngon và rẻ. Chi phí sinh hoạt tại Việt Nam cũng khá dễ chịu chứ không hề quá đắt đỏ như các thành phố lớn khác trên thế giới. Ở Việt Nam, bạn cầm 50-60 nghìn là có thể ăn được một tô phở, bún chả, hủ tiếu ngon lành. Nếu bạn ăn ở các quán ven đường thì giá còn rẻ hơn nữa. Còn cầm 200-300 nghìn thì đã là sáng lắm rồi. Nhưng với số tiền đó nếu bạn mang ra nước ngoài thì chắc chỉ gọi được đồ ăn bình dân mà thôi. Tương tự với các chi phí thuê nhà và phí dịch vụ khác cũng vậy. Lý do thứ hai là vì các chính sách của Việt Nam chúng ta không quá khắt khe đối với các vấn đề định cư tại Việt Nam và cơ hội làm việc cho người nước ngoài tại Việt Nam khá ổn, nếu không muốn nói là tốt, với những đãi ngộ chất lượng. Chỉ cần có tiếng Anh, vốn là tiếng mẹ đẻ của rất nhiều người nước ngoài tại Việt Nam, là họ có thể làm trợ giảng hay thậm chí là giáo viên, giảng viên chuyên nghiệp tại các trung tâm Anh ngữ hay trường học với mức thu nhập rất khá. Còn nếu họ có số vốn và có kỹ năng nào đó thì họ có thể sang Việt Nam để kinh doanh và tất nhiên cơ hội thành công rất cao. Lý do thứ ba là vì người Việt Nam cực kỳ mến khách. Nếu bạn đi ra nước ngoài và gặp vấn đề ở đó thì có khá ít người sẽ thực sự dành thời gian để hỏi han và giúp đỡ bạn. Nhưng với bà con Việt Nam vốn luôn tình thương mến thương thì họ đều sẽ giúp đỡ hết sức. Dù họ không nói được tiếng nước ngoài một cách trôi chảy, nhưng họ sẽ tìm mọi cách để diễn tả cho bạn hiểu vấn đề và đưa ra phương án giúp đỡ tốt nhất có thể. Như vậy, đối với khá nhiều người nước ngoài, Việt Nam không chỉ là một điểm đến du lịch tuyệt vời mà còn là nơi mà bạn có thể gọi là nhà. Và hãy cùng lắng nghe chia sẻ của những người từng là du khách, giờ đây Việt Nam đã là một phần trong cuộc sống của họ. Nói điều này có vẻ hơi khó tin, nhưng tôi cam đoan là sự thật. Bạn biết không, có lần tôi về Mỹ thăm nhà, những cuộc vui trở nên thiếu thiếu khi không có tiếng karaoke cùng sự ồn ào nói cười. Từ đó tôi nghĩ Việt Nam mới là nhà mình, tôi có thể hát được các bài hát bolero đơn giản nhờ việc tập hát cùng các bà hàng xóm. Ở Việt Nam thì văn hóa 17:59 là điều thú vị nhất. Tôi biết được thuật ngữ này từ bạn bè Việt Nam chỉ thời điểm một phút trước khi tan làm và những người đàn ông sẽ rủ nhau nhậu. Một tấm chiếu được trải ra giữa nhà, mồi nhậu là mực nướng, giò chả hoặc gà ram được đặt chính giữa. Mọi người chuẩn bị bia ướp đá lạnh rồi khui, chủ động mời nhau. Một người cầm ly, tất cả đều phải uống và tất nhiên không thể thiếu là khẩu hiệu 1-2-3 rô. Tôi đang ở trong một căn nhà nằm trong hẻm quận Bình Thạnh. Do yêu thích các loại rau củ Việt Nam, tôi tự mua hạt giống về gieo trồng, làm giàn cho dây leo để trồng mướp, bí và bầu. Có vài loại cây trong vườn mà tôi thậm chí không biết tên tiếng Anh của chúng nên gọi theo cách của người Việt Nam. Tuần đầu tiên sống ở Việt Nam, tôi thấy kỳ lạ khi tất cả hàng xóm đều biến mất vào buổi trưa. Tìm hiểu mãi mới biết họ đang ngủ trưa. Dần dần tôi nhận ra thói quen ngủ trưa của người Việt là rất tốt bởi hoạt động dưới cái nóng oi bức mất nhiều năng lượng. Mấy tháng sau tôi cũng bắt đầu ngủ trưa và trở thành thói quen không thể bỏ. Bây giờ, nếu không bận việc gì quá gấp thì tôi sẽ ngủ trưa khoảng 1,5 đến 2 tiếng và nó giúp tôi cảm thấy sảng khoái, tỉnh táo hơn. Tôi đi công tác đến thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên vào năm 2005, chỉ trong 3 ngày. Lúc đầu tôi rất sợ khi phải sang đường vì xe máy đi như mắc cửi trên đường phố. Tuy nhiên, khi sống hẳn ở Việt Nam, xe máy trở thành phương tiện đi lại của tôi suốt 2 năm rưỡi ở Hà Nội. Điều lo lắng nhất với tôi trước khi đến Hà Nội là vấn đề ngôn ngữ và làm sao để giao tiếp với người bản xứ. Tuy nhiên, tôi đã không gặp nhiều khó khăn vì người Việt Nam rất thân thiện và thích giúp đỡ người khác. Tôi rất thích văn hóa hàng xóm ở Việt Nam. Khác với Mỹ, những ngôi nhà ở đây thường nằm sát nhau. Nhưng quan trọng hơn là sự kết nối về tinh thần. Họ gắn bó và ảnh hưởng nhau. Đa phần hàng xóm đều nhớ mặt, biết tên và quan tâm những câu chuyện cá nhân của nhau. Thời gian đầu có thể một vài người sẽ thấy phiền, nhưng nếu sống ở Việt Nam đủ lâu thì bạn sẽ nhận ra việc được quan tâm thế này sẽ rất tốt vì họ luôn biết được khi nào bạn cần giúp đỡ và luôn sẵn lòng vì gia đình bạn. Tôi đến Việt Nam lần đầu vào năm 2009, rồi sau đó chuyển đến đây sống vào năm 2011. Tôi nhớ mình đã thấy khá lạ lẫm và khác biệt, nhưng không hẳn bị sốc văn hóa. Khi ra nước ngoài, bạn bắt đầu hiểu rằng không phải mọi thứ đều giống nhau và cũng không phải mọi người đều suy nghĩ và hành xử giống nhau. Do vậy, bạn trở nên tôn trọng, thấu hiểu sự khác biệt và đó chính là lợi ích của việc đi đó đi đây, trải nghiệm những văn hóa mới và mở mang đầu óc của chúng ta. Tôi có nhiều lý do ở lại Việt Nam hơn là rời đi. Sức khỏe của tôi tốt hơn nhờ thói quen ăn uống kiểu Việt. Thi thoảng tôi tham gia vào chương trình dành cho hội người cao tuổi tại địa phương, biểu diễn trang phục áo dài và văn nghệ. Tôi hạnh phúc khi sống ở Việt Nam. Tôi đã ở Việt Nam cùng gia đình được hơn 6 năm và tôi cảm thấy mình gần như là người Sài Gòn rồi. Tôi rất thích sự khác biệt văn hóa và đến nay cũng không có điều gì mà tôi chưa thích nghi được. Và đó là nội dung chính của video ngày hôm nay.
Trong 3 lý do vừa kể trên, thì bạn nghĩ đâu là lý do lớn nhất khiến người nước ngoài mê và muốn ở lại Việt Nam? Hãy để lại bình luận để chia sẻ cho tụi mình được nghe về suy nghĩ của bạn nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ like video và nhấn đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất trên kênh Grab Việt Nam nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.